Hello, mình xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để chia sẻ cho mọi người biết về cái cách mà nhận biết đâu là cái phèo nhé, và cách bắt phèo, lấy phèo ở trên cái bộ lòng non ấy. Nó chỉ có một khúc thôi. Thì cái này thì chắc cũng nhiều người chưa biết đâu. Ăn thì có ăn rồi nhưng mà chưa biết đâu. Còn video thì nó chỉ mang tính chất là mình chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình và cái cách của mình làm thôi, chứ không có ý là thể hiện cái sự tài giỏi hay là công kích gì đâu nhá anh em. Thì ai mà biết rồi thì thôi bỏ qua, còn ai mà có cách hay hơn thì có thể làm video chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình làm luôn để cho mọi người xem. Đây, trên đây là cái bộ lòng non. Vì có một số anh em đi chia sẻ cũng hay comment ăn cả cứt cả đái cả phân gì đấy. Thì xin lỗi anh em, như cái này là cái món quen thuộc của người Việt chúng ta từ xưa đến nay rồi. Không biết anh em nhà có điều kiện giàu có ăn sơn hào hải vị thì mình không biết, nhưng mà cái món này thì nó quen thuộc với người Việt mình rồi. Đây ạ, anh em cứ để ý ở trên bộ lòng này. Cái phần này nó nhỏ nhất mà nó quát nhất đây. Đó, có nhìn thấy rõ không? Đấy, mình để vào nhà là mình nhìn thấy này. Đó, cái chỗ nào mà nó nhỏ nhất này. Cái chỗ này thì anh em không được vuốt nhé, mọi người không được vuốt. Thì ai chưa biết thì xem là cái này của mình thì cả là trai gái gì đều làm được hết. Đấy, mình lấy thun mình cột hai cái đầu này. Cái này là kem đi là nó không có ngon nữa đâu nhá. Rồi cái này mình chỉ được phép mình nắn xem là có cái sạn gì ở trong này không, có sạn thì mình lấy ra thôi. Đấy. Cái phần này thì nhiều người thích, người ta đọc, người ta năn nỉ mãi thì mình mới làm để lại cho người ta đấy, chứ không phải dễ gì mà có đâu. Cái phần này là phần ngon nhất. Rồi đến phần này nó hơi to rồi thì chắc là hết rồi, nó chỉ chắc được độ 2-3 nạng à, 300g gì đó. Đây là cái mình vuốt ra ở bên trong như thế này, nó gần như là sữa đặc, sữa ông thọ vậy đấy. Thì cái này là người ta ăn là người ta không cho mình ken đi đâu nhá. Đó, khách người ta bắt mình phải để như vậy nên còn ai bảo ăn cứt ăn đái ăn bẩn như thế thôi thì anh em không xem thì bỏ qua. Rồi thì cái này mình đánh dấu rồi thì nó không lại đi đâu rồi, mình cột thông hai đầu hết rồi. Mình cũng xin nói sơ lại về cái phần này, nếu mình cảm thấy mà nó ấy quá thì vuốt kỹ một tí. Cái người mà sành ăn cái món này ấy, thì mình cho nước vô trong này mình vớt mà người ta ăn người ta biết ngay, nó sẽ dai thôi chứ mà chỉ còn cái vỏ thôi, người ta không có thích. Chứ không phải là mình không cho nước vào tại sao lại để nó như vậy. Đó, cái quy củ của nó là như vậy.
mình có thể vuốt kỹ đi cho nó sạch sạch một tí được, còn kỹ quá thì cũng không tốt đâu. Nếu mà ăn cái này kỹ quá thì nó dai lắm. Cái vòi của mình là nó tiện lợi ở chỗ này nữa, không như cái thau thì mình bỏ vô trong thau nước thì cái chi phí của cái này nó gấp hàng bao nhiêu lần cái thau cơ, cái chậu cơ. Nên tại sao mình làm bằng cái này mà mình không bỏ vào cái thau như vậy. Tới đâu mình xả tới đấy, là dưới cái vòi nước thì bao giờ nó cũng sạch hơn là ở trong cái thau. Bình thường mà đi mua sống ở chợ về thì người ta chỉ làm sơ qua một phát là về mà phải vuốt lại, chứ không anh em để vậy luộc ăn luôn là ăn phải phân là có. Ken ngược lại thì cái phần này nó hơi dơ tí, mình cho qua một lần nước, một lần thôi nhé, nhiều thì nó mỏng ta nhà, còn cái vỏ không có dai. Lại lần nữa được rồi. Cái bản là mình kẹp ngón tay này cho nó chắc một tí rồi mình kéo mình vuốt thì nó đi thôi. Cái này là bao tử này hồi nãy mình tạo rồi nhé. Để qua đi. Anh thì xong rồi. Nó mất tầm 3 phút để mình làm cái này ha. Đây. Đấy, phần mình đánh dấu cái phèo đây. Hay tí nữa là mình cắt cho người ta. Ok. Nên là mình đã làm xong để chia sẻ với mọi người rồi. Qua video này nếu như mà những người mà cảm thấy nó có ích mà nó giúp cho được mọi người thì nhớ ủng hộ mình nhé, bấm cho em lượt theo dõi, xin cảm ơn ạ. Rồi bật chuông thông báo để em sẽ có những video tiếp theo chỉ cho mọi người nục lòng sao để cho ngon nhé. Bye bye.